không tự tin dẫn bóng như mấy trận trước nữa rồi. Bên kia thế nào? Mới có 1-0 thôi. Bên này vừa ghi một bàn rồi. Bên xanh bên như hôm vừa ghi một bàn rồi. Về 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 về. Cao lên. Ba phút, 4 phút. Trận hiệp 1 là 20 phút đúng không? Trận 2 có 10 phút rồi. Đâu? Chạy
Em đứng lùi lùi xuống cho em quay. Quang ơi, lùi lùi giãn vít em ơi. Tuấn này, Tuấn này em ơi. Quang chạy chỗ đi. Chạy đi nhiều đi em ơi. Cậu kia chỉ vậy ít thôi. Huy Hiệp vào thầy Đức đi. Bà đặt cao đi nhá. Thật đau à? Cố gắng nhá. Bye.
Xúc cao lên. Cao trên mạch à. Anh ơi, tay nghe. Huy. Ba
tập đâu vừa giết chết con mẹ mày luôn. Đá mày tin không? Thắng thua làm gì? Chân bối bảo thôi. Con mẹ mày kỳ tập.